Chúng ta nhờ Phật nương theo công đức Phật Công đức Phật như thế nào mới có thể cho chúng ta Lý do này chúng ta đã giảng rất nhiều lần Việc Phật gia trì cho chúng ta là tương đối Chúng ta có một phần công đức thì Phật gia trì một phần Ta có hai phần công đức thì Phật gia trì hai phần Ta chẳng có công đức nào thì Phật gia trì không nổi Phật thương xót chúng ta nhưng chẳng gia trì được. Ta mà có 10 phần công đức thì Phật sẽ gia trì cả 10 phần. Điều này chắc chắn là tương đối. Cho nên hiểu được đạo lý trên, chúng ta chẳng thể không dụng công, chẳng thể tu giả. Giới của nhà Phật, giới căn bản, đây là nền tảng của giới luật gốc là ngũ giới thập thiện Tuyệt đôi chớ coi thường những giới nhỏ nhạc này lúc tôi mới xuất gia thì lớp sư huynh trên bảo đấy là những giới nhỏ nhạc giới lớn là những giới gì tỳ kheo giới là đại giới bồ tát giới là đại giới Họ đã giới rồi, có giữ nổi chăng? Không. Vì sao không giữ được? Vì chẳng có gốc rễ. Học theo thế nào cũng không giống. Vấn đề này rất quan trọng. Tất cả đều cảm nhận Phật Pháp suy yếu. Suy thật rồi. Chẳng những suy mà còn có thể diệt mất điều này phật đã từng nói giới không còn thì phật pháp chẳng còn phật pháp sẽ mất kinh lưu lại thế gian có người nghiên cứu xem như một học thuật phật pháp đã biến chất chẳng có cách nào giúp ta liễu sanh tử xuất tam giới cũng chẳng có cách giúp ta giảng sanh về thế giới cực lạc vì sao thế vì bạn không y theo phương pháp lý luận của kinh điển để học tập thực hành được như vậy có công đức không thực hành không có